Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì hiện tại là mình đang chơi game Genshin Impact ở trên Refinet Now và trên Seven Mỹ nha các bạn. Thì anh em thấy là cái ping là rất là thấp ha. Seven Mỹ thường là ping sẽ rất là cao nhưng mà ngày hôm nay nó rất là thấp. Ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà giảm ping của Seven Mỹ nha anh em, và cách này anh em phải tải một VPN mới nha. Tiên nói cho các bạn luôn là mình đang ngưng tạo Seven Nivea Premium châu Âu nha anh em. Mình đang tập trung mình bán cái Refinel Premium Seven Úc. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều anh em drama vụ này quá, nhưng mà mình cũng xin nói luôn với các bạn nè. Thì thật ra là không có ai tốt lành gì hết trơn á, nói thật là vậy, anh em tự suy nghĩ ha. Còn hiện tại bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giảm bên Seven Mỹ. Những anh em nào mà đã từng mua hàng bên mình Seven Mỹ thì có thể coi video này để biết cách giảm bên để chơi cho đỡ lag thôi nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn lên trên Setlay, các bạn tìm ứng dụng đó là Xpath the VPN Xpath, nó nói chung là ứng dụng này đó, thì các bạn tải về cho mình nha. Đây là cái ứng dụng mà mình thấy là cái mạng của nó rất là ổn định, nói chung là anh em chơi là nó đỡ lag hơn rất là nhiều, mà nó giúp các bạn vào đăng nhập nó cũng mượt hơn nữa. Thì các bạn nhớ là tải cái ứng dụng này về ha. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái server, anh em nào mà chơi server Mỹ hay là server Úc đều có thể sử dụng được. Đây là cái VPN mình mới tìm ra các bạn, Xpath the Net Ray VPN nha anh em. Sau khi mà tải về xong á, thì các bạn mở cái ứng dụng này lên nha. Ok, sau khi mà các bạn mở cái ứng dụng này lên rồi, anh em nhấn vào chính giữa màn hình, cái nút tròn chính giữa màn hình á, thì các bạn tích vào đó, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng đăng nhập đó. Thì anh em có thể chọn đăng nhập Google nha, sau đó anh em nhập nick của mình vào. Sau khi mà các bạn đăng nhập thành công á, thì nó sẽ hiện ra giống như vậy nè các bạn đó. Rồi bạn anh em đã đăng ký thành công, sau đó anh em chọn New Smart Mod này nè đó. Các bạn tìm kiếm cái server mà mình muốn chơi ha. Đây rất là nhiều cái server như các bạn cũng thể thấy ha, cũng rất là phù hợp cho những anh em nào mà chơi server Mỹ hay là server Pháp hay là những cái server gì đó thì các bạn cũng có thể chơi nha. Rồi sau đó anh em chọn server Kingdom nè đó. Thì sau đó là sau khi xong anh em mở thì ứng dụng Refinel lên. Sau khi mở ứng dụng Refinel lên thì nó sẽ hiện ra diện cho anh em nhắn vào Fix Setting nha. Sau đó các bạn lướt xuống dưới, các bạn chọn cho mình cái phần là Seven Location. Đây nè anh em, kéo xuống dưới luôn nha. Bạn kéo xuống dưới, em chọn cho mình cái Seven Location này nè. Sau đó anh em chọn vô cái chữ Auto. Sau đó anh em chọn Seven cho mình là UX Short Web, cái phần thứ ba các bạn từ trên đếm xuống cái thứ ba. Rồi các bạn tích vào. Đó, sau đó là anh em vào game. Rồi anh em quay trở lại cái phần game nha các bạn. Rồi sau đó là các bạn nhắn vô chữ play để mà mình bắt đầu ha. Ok, tới đây thì mình đang vô game nha các bạn. Hiện tại là Seven Nivea không bị chờ như bạn Seven Mỹ nha. Rồi ok, tới đây thì hầu như là các bạn đã vào thành công rồi. Thì cái pin hồi nãy như là đầu video anh em cũng thấy ha. Bây giờ mình sẽ vào cho các bạn coi ha. Thật ra là cái ứng dụng VPN này mình thấy là nó khá tốt, cho nên là hy vọng là nếu được thì các bạn cứ tải về thử nha. Cái ứng dụng VPN mới này nó hay sao các bạn biết không? Là tức là khi mà vào game rồi anh em bật VPN hay là tắt VPN thì nó cũng như nhau thôi à. Nói chung là cái tốc độ mạng của nó giữ nguyên luôn các bạn, hầu như là giữ nguyên luôn á. Rồi ok, như các bạn thấy ha, là 1107 thì cái pin nó sẽ dao động tầm 90 đến 110, nói chung là nó khoảng đó đó. Thì nếu mà các bạn sử dụng VPN này cộng với cái cách hồi nãy mình vừa chỉ á các bạn. Rồi ok, giờ thì các bạn tải app VPN về đi nha. Xpath VPN the Next Gen VPN nha anh em. Rồi ứng dụng này nha. Rồi cộng với cái cách hồi nãy mình vừa chỉ các bạn nữa. Và các bạn ơi, mình có một cái nhóm mà để anh em vào giao lưu học hỏi về Cloud Genshin Impact. Nếu mà được thì anh em xin vào nha, mình duyệt cho nha. Đây là cái nhóm này nha các bạn. Rồi anh em cứ nhắn đúng những cái chữ này là sẽ ra nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, đừng quên là cho mình xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha. Và nếu như có thông báo gì mình sẽ đăng lên cho anh em biết liền nha. Cảm ơn tất cả các bạn.